Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thành Luân. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện ca khúc Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau. Ở bài này chúng ta sẽ tập ở gam mi giáng trưởng. Tông này, gam này sẽ phù hợp với giọng nữ. Mình sẽ hát bằng giọng nữ luôn. Và mình sẽ hát ở cái quãng thấp phía dưới. Và trước giờ thì mình hay làm những bài của nam, nên là các bạn nữ cũng tị bảo là tại sao lại làm toàn bài nam mà không có làm bài nữ. Đó. Trước khi video bắt đầu thì các bạn đừng quên cho mình xin những lượt đăng ký nhé, những lượt chia sẻ để đón xem nhiều video tiếp theo trong thời gian tới của mình. Và bài này thì đối với mình sẽ là không thuận lợi ở quãng thấp. Tuy nhiên mình vẫn làm để hướng dẫn các bạn, để các bạn có thể hát được các cái chỗ luyến láy, ngân dung hay là những chỗ lấy hơi nhá. Nào, mình sẽ hát mẫu đoạn ngắn, sau đó chúng ta đi chi tiết nhá. Người đón em đến bên đời là điều tuyệt nhất để khiến em cười. Người cứ như ô che mưa, như mây bay qua cho ngày trong xanh. Đó, đây nè. Người đón em đến bên đời. Chỗ này chúng ta có hai từ luyến này. Người đón, đón luyến lên. Luyến lên nhá. Người đón em đến bên đời. Chữ bên thì ta lấy, lấy chúng ta đổ xuống. Người đón em đến bên đời là điều tuyệt nhất để khiến em cười. Là điều tuyệt nhất, chúng ta cũng luyến cả chữ nhất nữa. Là điều tuyệt nhất để khiến, khiến luyến lên. Là điều tuyệt nhất để khiến em cười. Em thì chúng ta lấy nhanh. Em ba từ. Em cười nha. Lại câu này. Người đón, 2, 1. Người đón em đến bên đời là điều tuyệt nhất để khiến em cười. Đó thế. Người cứ như ô che mưa. Chỗ này chúng ta luyến chữ cứ này. Người cứ như ô che mưa. Che luyến lên. Người cứ, người cứ như ô che mưa. À, lấy hơi sau chữ mưa. Như mây bay qua, chỗ này thấp này. Như mây bay qua cho ngày trong xanh. Trong ta luyến lên. Như mây bay qua cho ngày trong xanh. Trong xanh, trong xanh nha. Chỗ này làm lại này. Người cứ như ô che mưa. Như mây bay qua cho ngày trong xanh. Tiếp tục nào. À, chỗ này thì giống câu đầu tiên. Ở đây có anh này. Ở đây có anh này. Chúng ta chữ anh chúng ta lấy này. Ở lướt lên. Ở đây có anh này. Mà thật nhanh nhá. Ở đây có anh này. Em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này. Lại. Ở đây có anh này. Em thật nhỏ. Chữ này xuống tận nốt pha 2 ấy. Đối với giọng nam quá thấp rồi. Em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này. Bé luyến lên. Em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này. Ôm này, ôm này nha. Ở đây có anh này. Em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này. Ấm hơn chăn mà còn thơm hơn hoa mà. Ấm luyến lên. Ấm hơn chăn mà. Ấm luyến lên thì chăn ta luyến xuống. Ấm hơn chăn mà còn thơm, thơm hơn hoa mà. Đó, cái mô típ giống nhau thôi. Còn thơm hơn hoa mà. Sau đó chúng ta lấy hơi nhé. Sao em nỡ rời xa. Đó, xa chúng ta mở ngang và ngân dung ở chỗ đó nhá. Làm lại câu ấm này. Ấm hơn chân mà còn thơm hơn hoa mà. Sao em nỡ rời xa. Đó, đem lại cả khổ từ đầu nhé, xong các bạn đi hát này. Mình chỉ hát chim mồi đoạn đầu tiên thôi. Người đón em đến bên đời. 2, 1. Người đón em đến bên đời. Tiếp tục. Ở đây có anh này. Ấm hơn chăn mà.
rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông. Và lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Đó, điệp khúc nào. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau. Có hai từ. Rồi ta sẽ ngắm, lưới lên, pháo hoa cùng nhau. Chữ hoa ta hơi lấy nhẹ xuống nhé. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau. Đó, lại này. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông. Phía, sau chữ thượng ta lấy hơi. Phía, lưới lên. Phía bên kia dòng sông. Phía lưỡi lên, sông lưỡi lên và đóng về chữ N và rung thật nhanh nhé để chúng ta lấy hơi đi tiếp câu 2. Làm lại nào. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông. Và lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Đó. Và lời chúc lưỡi lên. Và lời chúc ấm êm cho nhau là. Và lời chúc ấm êm cho nhau. Nhau ta lưới xuống đổ xuống nhé. Và lời chúc ấm êm cho nhau là. Lấy hơi. Sẽ thành đôi, sẽ thành đôi. Lưới chữ đôi. Sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Cái xuân, cái xuân. Cái lưới lên đổ với chữ y xong rồi mới về chữ xuân nhé. Sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Rồi mình sẽ đẹp lại hai câu vừa rồi nha. Rồi ta hai một. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng. Sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Đó, mong trời sẽ lưới lên này. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi mãi bên nhau dài lâu. Đó, chi tiết. Mong trời sẽ lưới lên. Mong trời sẽ thương anh thương thương em thương anh hát thẳng và cho đôi mình mãi mãi mãi. Chúng ta luyến chữ mãi và đổi về chữ y. Mãi bên nhau dài lâu lâu nhá. Làm lại nha cả câu này. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Tiếp. Cho dù thế gian kia cuồng quay trong bộn bề, ta vẫn không cay rời. Đây có một cái điểm chú ý ở đây. Mình vừa rồi thì mình vẫn hát giọng thật. Tại vì cái quãng này thuận lợi là giọng nam sẽ hát giọng thật, còn giọng nữ chúng ta sẽ chuyển trở thanh nhá. Mình hát lại này. Cho dù thế gian kia là nốt mi ấy. Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề, ta vẫn không cay rời. Thế lưới lên. Cho dù thế gian kia cuồng quay. Hai từ. Quay trăm bộn bề. Lấy hơi đấy cũng được. Ta lưới lên. Ta vẫn không cay rời. Cay rời. Rồi chú ý đây này. Chữ thế chúng ta chuyển trở thành này. À, giọng nữ nhé. Cho dù thế gian kia. Thế gian kia. Nhờ. Cho dù thế gian kia cuồng quay trong bộn bề. Hoặc cho dù thế gian kia cuồng quay trong bộn bề. Thì giọng thật về bộn bề nhé. Ta vẫn không cách rời. Ta vẫn không cách rời thì chúng ta chuyển về giọng thật luôn. Hoặc là bộn bề ta vẫn không cách rời. Còn chữ thế gian kia cuồng quay thì các bạn nữ nên chuyển giả thanh nhé. Nào. Cho dù thế gian kia. Lại. Cho dù thế gian kia cuồng quay trong bộn bề, ta vẫn không cay rời. Ta vẫn không cay rời. Đó, như vậy là chúng ta đã xong điệp khúc rồi. Đoạn xong thì thực tế cái giai điệu cũng giống thôi, giống đoạn đầu này. Mình sẽ đẹp lại cả điệp khúc nhá. Đoạn sau mình sẽ không đẹp lại nữa. Nào. Rồi ta sẽ ngắm. Hai, một.
rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng. Sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Cho dù ta vẫn không cánh rơi. Rồi xong đoạn đầu tiên rồi, chúng ta đến với lời 2 nào. Lời 2 thì hơi thay đổi một xíu thôi, nhưng cái giai điệu cơ bản thì vẫn như vậy. Thay đổi lời nữa. Đây. Thấy anh đứng đây rồi nha. Thấy anh đứng đây rồi, mặt cười gồng. À, cái chỗ này hơi thấp. Thấy anh đứng đây rồi, mặt cười cầm khóe mi đây rồi. Xem là nốt gì này. Thấy anh đứng đây rồi. À, nốt pha 2. Mặt cười cầm khóe mi đây rồi. Cái nốt này rất thấp đối với cả giọng nam cao ấy. Nào, tuy nhiên mình vẫn cố gắng tập cùng mọi người nhá. Ưu tiên giọng nữ. Thấy anh đứng 2, 1. Thấy anh đứng đây rồi, mặt cười cầm khóe mi đây rồi. Chú ý. Thấy anh đứng 2 từ. Thấy anh đứng đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thật nhanh nhá. Thấy anh đứng đây rồi, mặt cười cầm khóe mi đây rồi. Mặt cười cầm khóe luôn lên này. Khóe mi hi, khóe và hi đều luyến. Mặt cười cong khóe mi hi đây rồi lần nữa, đây rồi nha, cả câu này mình đẹp. Thấy 2, 1. Thấy anh đứng đây rồi, mặt cười cong khóe mi hi đây rồi. Càng đắm say thế nên, càng đắm say thế nên, em lại sợ một mai mình rời xa nhau. Chỗ này hơi ngang một xíu, chúng ta phải cố gắng tập nhá. Hòa âm chúng ta chỗ này nó hơi đổi một chút. Nào. Càng đắm say luyến này, càng đắm say thế nên, càng đắm say thế nên, em lại sợ một mai, em lại sợ một mai, em lại sợ một mai. Mai tôi luyến lên nhá. Em lại sợ một mai mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Càng đắm say thế nên, em lại sợ một mai, em lại sợ một mai mình rời xa nhau. Lần nữa. Càng đắm say thế nên, em lại sợ một mai mình rời xa nhau. Tiếp luôn. À, chỗ này giống câu 1 thôi. Anh thơm vào má em này, cho chừa cái thói nói vớ vẩn này. Thấp quá. Lại nha. Anh thơm luyến này. Anh thơm vào má em này. Lần nữa. Anh thơm vào má em này, cho chừa cái thói nói vớ vẩn này. Nha, ok. Cho chừa cái thói. Thói nó luyến lên nhé. Cho chừa cái thói nói vớ vẩn này. Vớ luyến lên. Vẩn này. Nhưng mà chữ vẩn thì chúng ta luyến thật nhanh nhé. Anh thơm 2, 1. Anh thơm vào má em này, cho chừa cái thói nói vớ vẩn này. Tiếp nào. Mặt ngây ngô ra rồi, còn anh thì đừng cười. Đây có phải điều tuyệt nhất? Nào. Mặt ngây ngô ra rồi, còn anh thì đừng cười. Đứng ta hơi luyến nhẹ thôi, luyến nhẹ đổ xuống ấy. Còn anh thì đừng cười. Đây, luyến nhẹ lên. Đây có phải điều tuyệt nhất? Đây có phải điều tuyệt nhất? Nhất chúng ta luyến lên và đóng với chữ T ngân dung ở cuối nha. Mình làm lại câu mặt ngây này. Mặt ngây ngô 2, 1. Mặt ngây ngô ra rồi, còn anh thì đừng cười. Đây có phải điều tuyệt nhất? Đó,
thì chỗ này thì lại giống đoạn điệp khúc trên thôi. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng, phía bên kia dòng sông, và lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Cho dù thế gian kia cuồng quay trong bộn bề đó, đó được khúc vừa rồi thì mình đệm xong là mình hát cùng mọi người thế thôi. Còn nó giống đoạn đầu tiên nhá, nhà mình nhá. À, vì sao lại phải không à, lại không hát đầy đủ bài được, tại vì sẽ bị nhắc bản quyền thì mọi người sẽ quy định, chủ sở hữu quy định đây là mình đang cover, còn mình đang hướng dẫn mọi người thì mình chia nhỏ ra như vậy, tuy nó hơi vụn vặt một chút nhưng mà thôi, có còn hơn không nhà mình nhé. Rồi đến một đoạn rất là khó đối với các bạn nữ là chúng ta chuyển đoạn chuyển ấy, đoạn nối và chúng ta chuyển trở thành rất nhiều đó. Đây, dù mai mặt trời không chiếu sáng trên hành tinh này, đối với giọng nam thì đây là thuận lợi, đối với các bạn nữ thì phải chuyển này. Dù mai mặt trời không chiếu sáng trên hành tinh này, thì phun cả một cái câu này thì các bạn nữ chuyển thành giọng giả thanh nhé, giọng giả thanh hoặc giọng head voice nha. Dù mai lấy hơi, mặt trời không chiếu sáng trên hành tinh, thì chú ý các đoạn luyến này. Dù mai hơi, mặt trời không chiếu, chiếu tạo luyến lên, chiếu sáng trên hành tinh này. Đó, lần nữa nào. Dù mai mặt trời không chiếu sáng trên hành tinh này, đó, thì em vẫn sẽ tìm anh bằng trái tim này. Thì giọng nữ sẽ là thì em vẫn sẽ tìm anh bằng trái tim này. Đó, thì em vẫn sẽ tìm anh à, chữ anh ta chúng ta luyến này, thì em anh đều luyến, thì em vẫn sẽ tìm anh bằng trái trái cũng luyến và đóng mạnh lên nhé, hát mạnh ấy, ta hát mạnh bật lên ấy. Trái trái thì lợi thế chúng ta mở môi trên này, mở khớp hàm này, và cái khoảng cách của hai cái răng ta rộng ra nha, thì khớp hàm chúng ta chạy xuống thì răng ta rộng lên thôi. Trái tim này, trái luyến lên, tim cũng luyến nhưng mà đổ xuống luôn. Trái tim, tim này, nhưng mà hát mỏng manh thôi nha. Mình là giọng nam à, không thuận lợi cái giọng giả thanh này, nên đâm ra là mình sẽ hát hơi to một chút để cho mọi người dễ hình dung thôi, chứ còn giọng nam mà hát về này nghe nó ghê lắm nha, nghe nó hơi quỷ sứ tí. Thì em 2 1 thì em vẫn sẽ tìm anh bằng trái tim này. Giọng nam đây. Thì em vẫn sẽ tìm anh bằng trái tim này. Tiếp. Dù mai đời người giàu có cách ngăn tình ta. Dù mai luyến đời người giàu có luyến này. À, đời người giàu có cách ngăn tình ta, tình ta. Giọng nữ sẽ là dù mai đời người giàu có cách ngăn tình ta. À, chỗ này mình hát hơi phô rồi, chưa đủ. Đời người giàu có cách ngăn tình ta. Đó, như vậy mới đủ. Dù mai à, mình làm một lần nữa nhé. Dù mai đời người giàu có cách ngăn tình ta, thì em hát thấp xuống nhé. À, đối với giọng nữ sẽ là thì em xin một lần không tên đó, thì em xin một lần không tên nguyện yêu anh một đời an yên. Ngắt giảm âm lượng xuống, giọng nam này. Thì em xin một lần không tên nguyện yêu anh một đời an yên. Đó, chỗ này chúng ta chú ý. Thì em luyến chị em. Thì em xin một lần không tên luyến. Thì em xin một lần không tên
lại 2, 1. Thì em xin một lần không tên lấy hơi, nguyện yêu anh một đời an yên. Đó, giọng nữ chúng ta cố gắng nhé. À, để hát được cái đoạn này thì chúng ta nên tìm cái video là giọng head voice, chúng ta tập cùng mình, sau đó chúng ta mới có được giọng head voice. Ban đầu thì nó như con mèo ấy, sau sẽ dày hơn, cao hơn và nghe khỏe hơn, âm lượng lớn hơn nhé. Nào, thì em xin một lần không tên, nguyện yêu anh một đời an yên. Rồi mình hát câu này giọng giọng nam này. Thì em xin một lần không tên, nguyện yêu anh một đời an yên. Rồi bây giờ mình sẽ đệm cả cái khổ này, thỉnh thoảng chim mồi cho các bạn hát nhé. Dù mai, dù mai, nha, dù mai mặt trời không, dù mai đây, dù mai đời ngày sau có cách ngăn tình ta, thì em xin một lần không. Rồi sau đó thì chúng ta quay lại được khúc này. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông, sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Cho dù thế gian kia, cho dù thế gian kia cũng quay trăm bộn bề, ta vẫn không cách rời. Giọng nam. Cho dù thế gian kia, cho dù thế gian kia cũng quay trăm bộn bề, ta vẫn không cách rời. Đó, và vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau tập luyện xong ca khúc Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau. Bài này rất hay, rất hay, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ rất chọn lọc, nên là các bạn nên tập bài này nhé. Tuy nhiên đối với giọng nữ thì hơi khó một chút, chúng ta cứ tập dần dần, từ từ chúng ta sẽ hát hay hơn thôi. Và trước khi video kết thúc thì các bạn đừng quên cho mình xin những lượt đăng ký, những lượt chia sẻ và hãy comment những ca khúc các bạn yêu thích ở phía dưới, chúng ta sẽ tập với nhau nhiều hơn trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.